Anh bảo này Khan này, bây giờ nếu mà muốn nghĩ tới laptop mỏng nhẹ thì anh thấy là người ta hay nghĩ tới MacBook đúng không? Thế thì hôm nay Kha lại mang tới đây cho anh là cái Surface Pro 8. Thế bây giờ Kha nói luôn cho anh là bây giờ anh có cái lý do gì để anh mua Surface Pro 8 thay vì việc là anh mua MacBook đây? Đầu tiên là về trọng lượng đi. Đấy, nó rất nhẹ. Nó rất nhẹ. Con này là nó còn chưa đến 9 lạng cơ. Nghĩa là nếu mà so với MacBook là ui nhẹ hơn rất nhiều. Tiếp Thôi tục thì cứ bằng so so với lại MacBook Air thì MacBook Air nó cũng là một cái con cũng rất là nhẹ, nhưng mà con này nó cũng đã nhẹ hơn vài lạng rồi. Đấy. Rồi tiếp đến nhá. Hồi nãy giờ anh thấy em vuốt không? có đây, ta có thể nhìn thấy đây, nó có thể cảm ứng được như Đúng là một vậy. bộ máy tính bảng. Rồi Thế ok, thì đấy là điểm MacBook hơn. đúng rồi, đấy. Có một Còn điều gì nữa hơn nha. nữa gì so với MacBook nữa nào? Thì nó không cần bàn phím mà. Nó Ê là một cái cha, chiếc máy tính bảng cơ mà. rồi Đấy, nó không... ý của ông là bây giờ là ông biến ngay trở thành cái máy tính bảng ngay đúng Đúng không? rồi, không cần bàn phím, rất gọn gàng luôn. Rồi, thế bây giờ tôi lại đặt một câu hỏi ngược lại cho ông nhé. Thế bây giờ anh hỏi em, nếu mà như thế này, cái là cả combo này cũng phải vài chục triệu rồi. Thế thì anh hoàn toàn có thể mua một cái iPad xong anh gắn thêm bàn phím vào, hay là anh mua rồi Samsung thì mới đâu. Samsung anh có Trời thể mua Samsung xong anh gắn bàn ơi. phím vào, máy tính bảng Galaxy Tab kìa. Rồi thế thì những cái tác vụ mà độc quyền chỉ có Windows có thì sao ạ? À ừ nhờ, bởi vì là máy tính bảng kia nó lại không chạy Windows. Chết À, thật đi. cái sự khác biệt đấy. Word, Excel các thứ anh quên rồi à? Tí rồi quên. Đấy, có nghĩa là đây mới là laptop kiêm mẫu máy tính bảng đích thực. Còn thực ra là ngày trước là anh em mình sử dụng máy tính bảng xong rồi gắn thêm bàn phím ấy, thì gọi là nó hỗ trợ thêm thôi, chứ không thể biến được máy tính bảng thành laptop được. Đúng rồi. Nhưng laptop này có thể biến để trở thành một máy tính bảng được, bởi vì quan trọng là nó chạy Windows. Đấy. Mình thấy là rất là nhiều bạn thích MacBook nhưng mà lại thích, nghĩa là thích một cái gì đó nó nhỏ gọn như MacBook nhưng mà lại phải chạy Windows cơ. Đấy. Tất nhiên MacBook vẫn có thể cài được Windows nhé, chứ không phải là không đâu nhá. Đấy, nhưng vấn đề Chứ sao là chi cho nó cồng kềnh vậy anh? chứ đã mua MacBook về rồi xong lại phải cài Windows Để thì làm gì vậy ạ? để làm gì đúng không? Rất Đấy. mệt mỏi. Thế thà thế anh em mình mua mấy cái con ThinkBook của Lenovo cho tiết kiệm đúng không nào? Nó vẫn mỏng nhẹ. Rồi, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nhân Dê. Đây là Surface Pro 8. Cái mẫu laptop này thì nó sẽ có một cái cấu hình mình nghĩ là đủ tốt cho các bạn sử dụng với các cái tác vụ công việc với cả học tập đấy. Đây, Khang có thể nói cho các bạn luôn. Thì con này nó sẽ chạy con chip là Core i5 thế hệ 11 11335G7. Đây là một cái con chip mà nó cũng thuộc dòng là có hiệu suất cũng rất là ok, rất là tốt, đủ để chúng ta có thể là làm Photoshop mượt mà. Mình cũng đã sử dụng cái con này để mà edit ảnh thun, nói chung là cũng chỉnh một vài ảnh ở trên này thì mình thấy rằng là trong vòng một tuần đó nó cho ra những cái trải nghiệm rất là tốt, rất là ok. Nói chung là với con chip này thì làm về những cái tác vụ như thậm chí các bạn có thể là dựng video được trên này. Tất nhiên là nó sẽ nằm ở một cái mức gọi là nghiệp dư thôi. Đấy, nó vừa phải, nó hài hòa thôi. Còn đặc biệt về cái mảng Photoshop thì mình thấy rằng là nó vẫn là phục vụ rất là tốt với lại nhu cầu của mình làm ảnh thun hoặc là chỉnh sửa edit các thứ. RAM 8 và SSD 256 là mức độ cơ bản rồi. Nếu như đây là một cái mẫu máy tính bảng thì cái bộ nhớ trong 256GB nếu mà so với máy tính bảng thì nó lại khá là thoải mái. Vâng. So với laptop thì nó lại hơi ít. Vâng. Đấy, nhưng mà về cơ bản thì MacBook ở trong cái tầm giá này thì nó cũng chỉ như thế thôi. Vâng, đúng Đấy, chính nó xác. cũng chỉ có bộ như trong như vậy thôi. Và các bạn có thể nhìn thấy là về cái phần thiết kế này thì cái phần viền mỏng ấy chứ. Vâng. Nếu mà xét ở trên tham chiếu một cái mẫu laptop thì viền này phải nói là rất mỏng luôn. Thậm chí anh nhớ không lầm là cái viền này nó còn mỏng hơn cả viền của iPad Gen 9. Chắc chắn luôn. Mỏng hơn cái viền của iPad Gen 10 luôn, chứ không phải Gen 9 đâu, mọi viền nó rất mỏng luôn nhé. Với lại cái dòng dòng này là nó là cái dòng cao cấp anh ạ. À, cái Ừ. này là cái dòng cao cấp, Surface cao cấp, chứ nó không phải là cái dòng kiểu thứ cấp như là MacBook Air. Ừ. Đấy, cho nên là cũng sẽ có được những thứ mà tốt nhất mà Microsoft sẽ trang bị trên cái chiếc laptop này. Ừ, đúng, nghĩa là đây Kha đang nói về cái vấn đề về về phân khúc nữa. Nghĩa là với cái tầm tiền như này chúng ta sẽ chỉ mua được một cái mẫu MacBook phân khúc thấp nhất thôi. Đúng rồi. Đúng không? Nhưng chúng ta đã mua được cái phân khúc Pro rồi của cái Surface này rồi. Vâng. Tiếp tục nữa là cái màn cảm ứng này rõ ràng là cái điều mà MacBook không thể có được. Mà cái cảm ứng của cái laptop này ấy, là nó cảm ứng phải nói là siêu mượt luôn. Nó cảm ứng giống như là máy tính bảng ấy, chứ không phải là giống như là một cái mẫu laptop thông thường xong rồi cố nhồi nhét thêm cái cảm ứng vào. Và cái màn hình này thực sự là cực đẹp. Rất đẹp. Nói chung là siêu sắc nét luôn. Anh có thể thấy độ phân giải ở đây. 2880 x 1290. Siêu sắc Wow, sắc nét, nét. tỷ lệ là 3 chia 2 là nó còn kiểu tốt hơn cả là 16 chia 10 đấy. Đúng rồi, nó khá là vuông, đúng Đấy. không?
thì nó sẽ hiển thị được nhiều thông tin hơn. Cái màn hình này thì là quá đẹp rồi. Như vậy là cái màn hình cũng sẽ là cái điểm sáng tiếp theo của cái dòng này, cùng với cả cái thiết kế vô cùng mỏng nhẹ và khá là bắt mắt của Surface. Có một cái sự đa dụng ở đây mà rõ ràng là chúng ta cũng có thể thấy được luôn, đó chính là nó có thể là tháo rời được cái bàn phím. Như MacBook ở nhà em dùng thì em vẫn phải là kiểu mỗi lần mà muốn xem phim ấy, để lên đùi thì cũng phải có thêm cái bàn phím như thế này nữa. Nhưng để mà gọn gàng nhất có thể, để mà nằm trên giường thoải mái nhất có thể thì phải tháo bàn phím ra như thế này. Sau để như này để chúng ta xem phim. Để như này là xem phim luôn. Đấy. Các bạn có thể nhìn thấy đây. Đấy, chứ nó không cần phải kiểu mất thêm một cái không gian về bàn phím ở phía trước. Đấy. Nữa cho nên là cái này là điểm mà em rất là thích, và màn hình của nó là cực đẹp rồi, xem phim hay là bất kỳ điều gì thì nó đều ngon lành cả. Và rõ ràng là với việc là chạy hệ điều hành Windows mà là con đẻ của Microsoft nữa, thì tất cả những cái gì về hỗ trợ rồi là bộ Office cái thứ đi kèm nó sẽ chính chung nhé. Đúng rồi. Rất ngon luôn các bạn ạ. Nói chung là đây là một cái mẫu laptop chúng ta hướng tới là gì ạ? Mỏng, nhẹ, đẹp, tính di động cao, màn hình siêu sắc nét và có thể sử dụng kết hợp 2 trong 1, như là vừa là một cái mẫu máy tính bảng và lại vừa là một cái mẫu laptop. Và tất nhiên nó sẽ có một số những cái ưu điểm hơn so với cả MacBook ở trong tầm giá này. Còn nếu mà bạn nào bảo là với cái tầm giá này em có thể mua được nhiều những cái mẫu laptop Windows khác ấy, thì rõ ràng là khó có cái mẫu laptop Windows nào nó mỏng nhẹ được như thế này. Đúng chứ sao? Mà nó lại làm sao là con đẻ của Microsoft như thế này được? Đấy là còn chưa kể là có những bạn các bạn không cần cái cấu hình nó quá mạnh như những cái con khác ở trong tầm giá này thì sao, đúng không? Coi như là chúng ta đánh đổi con chip, đánh đổi những thứ còn lại còn gì nữa, đúng không nào? Với lại cái bàn phím này ban đầu ấy là nhìn nó cứ mỏng, em cứ nghĩ là nó sẽ kiểu ọp ẹp, nó lỏng lẻo thứ này kia. Nhưng khi mà đã sử dụng rồi thì thấy là nó vô cùng chắc chắn. Chứ có điều em hơi tiếc một tí là cái touchpad này nó hơi bé thôi. Nó chưa tận dụng hết được cái không gian ở đây. Đúng rồi. Đấy, nếu mà tận dụng được hết không gian viền trên viền dưới nữa thì phải gọi là ngon lành luôn. Đúng rồi. Đấy. Và có thêm một cái nữa này, các cũng cần phải chú ý này. Đây là cái bàn phím này, khi mà chúng ta kết nối vào đây, chúng ta có thể để nó lên được hai nấc như này. Đúng rồi. Thậm chí nó tạo được một cái bàn phím nghiêng như này nữa này. Đúng rồi, nó tạo một cái độ nghiêng như thế này, thậm chí là cao hơn so với lại một vài cái bàn phím. Nó cũng cái sử dụng cái kết cấu bản lề tương tự là ergonomic để nó giúp nâng bàn phím lên, nhưng mà không nâng cao được như con này đâu. Không nâng cao được như con này. Còn nâng rất cao luôn. Đấy, cho nên là mà gõ trên cái con này thì rất là thích. Đúng rồi. Về các cái cổng kết nối thì thực sự là nó cũng chỉ có những cổng như là Type-C như này Type-C thôi. Và sạc ấy thì nó cũng sẽ sử dụng một cái sạc hít ở đây. Phím thì cũng chỉ có tăng giảm âm lượng với cả thêm một cái jack cắm tai nghe 3.5 đây. Nói chung là những cái cơ bản thôi. Cơ bản thôi thì nói chung là nếu như mà các bạn dùng chuột thì bắt buộc phải dùng chuột Bluetooth. Dùng chuột Bluetooth thì nó sẽ tiện hơn. Còn hub thì nó sẽ hơi cồng kềnh một tí. Đấy, chứ mà chuột mà có receiver thì sẽ không cắm được vào đây vì nó không có cổng Type-A mà. Đấy. Nhưng mà mình nghĩ là cũng không cần chuột đâu, tại vì con này nó sẽ có tới hai cái thao tác điều khiển con trỏ, đó chính là cái touchpad cũng như là cái cảm cảm ứng này. Đấy, thì mình nghĩ là cũng không cần đến chuột nữa, và trong quá trình mình sử dụng kể cả là Photoshop thứ này kia mình cũng chưa cần dùng đến chuột. Bởi vì chính vì nó có cảm ứng nên là cái việc có chuột nó không phải có quan trọng nữa, đúng không? Thế còn pin với loa của con này như nào? Loa của con này thì em đánh giá là cũng nghe cực kỳ ổn đấy. Âm lượng thì không quá to nhưng mà cái chất âm nó rất là ok. Còn về phần pin thì em thấy rằng là cứ trung bình nha, những cái thao tác bạn, đặc biệt là trong cái hôm livestream vừa rồi em livestream liên tục 2 tiếng ấy, thì để ý màn hình là sáng liên tục, tại vì là nó phải hiển thị các danh sách sản phẩm, thì nó sẽ đâu đó là khoảng 2 tiếng thì nó mất khoảng tầm 30-40% đấy khoảng đó. Thế là nói chung được khoảng 4-5 tiếng là ok đấy chứ. Vâng, đúng rồi, với một cái chiếc laptop như thế này thì rất là ok rồi, đủ dùng cho chúng ta trong một buổi đấy. Vâng. Trong một ngày làm việc. Vâng. Ngày làm việc làm sao 8 tiếng liên tục dùng laptop được, đúng không nào? Vâng, đúng rồi. Ok. Các bạn cảm thấy sao về cái mẫu Surface Pro 8 này? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Và tất cả thông tin về giá bán cũng như là các khuyến mại đi kèm, các bạn có thể kích vào đường link mà mình đã để phía dưới phần ghim comment cũng như là phần mô tả video này. Trung Trần đang phân phối cái dòng này dưới dạng hàng mới luôn. Và nếu mà các bạn có nhu cầu muốn mua laptop cả mới lẫn cũ, hàng phần lớn là nhập Mỹ, chất lượng cực kỳ yên tâm, giá cả phải chăng và cấu hình cao, các bạn có thể đến laptop Trung Trần nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Con này mà bây giờ còn mua được hàng mới là em thấy hơi bị xịn đấy. Tức là nói chung là nó sẽ thấp hơn một đời rồi, nhưng mà rõ ràng là hàng mới như thế này là quá ngon. À đây, quên mất. Đây. Camera sau nữa nhé. Camera sau tí quên, thấy không? Ok, liệt kê vào đi ạ.